Để ý mới thấy, nhiệm vụ của những người lính vận tải hải quân cũng đòi hỏi nhiều điều phức tạp. Biển rộng thế nhưng vẫn có lối đi riêng. Mọi người phải tính toán tỉ mỉ chi tiết, từ việc quan sát hướng gió, hải lưu, dòng chảy cho đến luồng lạch, thủy triều lên xuống, tất cả đều không được phép sai sót. Ngay như việc neo tại các điểm đảo cũng phải đề phòng va vào đá ngầm hay mắc cạn tại bãi san hô. Trên những chuyến tàu vận tải tiếp tế ra Trường Sa, vùng biển thường xảy ra bão tố lại càng phải chú trọng hơn nữa. Bởi không giống ở đất liền, mỗi sai sót trên mặt nước đều phải trả giá bằng tài sản cực lớn và cả sinh mạng trong phút chốc. Đối với mùa cuối năm, thời tiết gió rất lớn, có khi cấp 6, cấp 7. Tàu đến đó nhưng mà không vận chuyển hàng hóa vào đảo được. Tàu đó phải làm 3 đến 5 ngày, có khi tuần mới thực hiện nhiệm vụ được. Và khi thực hiện nhiệm vụ thì hết sức khẩn trương, lợi dụng cái thời gian êm chỉ có kéo dài đến 1 đến 2 ngày trong một tháng. Và những ngày mưa bão thì hành trình trên biển cũng như việc vận chuyển hàng hóa vào các đảo nó khó khăn như thế nào? Khi mà sóng to, gió lớn quá hoặc là chuẩn bị có mưa bão, tàu sẽ dừng hành trình, trừ cái nhiệm vụ đặc biệt tàu mới hành trình. Và mùa mưa bão xếp hàng hóa xuống xuồng ấy thì đã là một bước rất khó khăn, khi mà xuồng với tàu nó có độ dập dênh rất cao. Khi mà vào đảo thì rìa mép san hô nhiều lúc cái cơn sóng to nó dồn vào, có khi cao đến 3-4 mét, đòi hỏi người kéo hàng phải có bản lĩnh và kinh nghiệm thì không để làm lật úp xuồng và hàng hóa bị sóng đánh ra ngoài. Thao tác luyện tập thường xuyên sẽ nâng cao khả năng đáp ứng của cán bộ chiến sĩ. Chẳng thế mà những buổi báo động cứu người trên biển được tổ chức giả định một cách thật bất ngờ. Có người đang trong nước. Hai máy cử. Báo động chiến đấu. Ban tàu báo động cứu người trong nước bên phải. Hàng tiếng đồng hồ ngâm mình trong nước biển, nhiều giờ dưới cái nắng hầm hập trên boong tàu. Thế mới biết, để có được sự phối hợp nhịp nhàng, không mất bình tĩnh trong các tình huống giữa sóng nước là cả một quá trình đòi hỏi người chiến sĩ phải có sức khỏe, đặc biệt là sức chịu đựng dẻo dai. Tổ cứu vớt đã đưa nạn nhân lên tàu hết. Được. Kết thúc báo động cứu người rơi xuống nước. Các vị trí đưa trang thiết bị về trạng thái ban đầu. Nằm ở nơi khí hậu nắng gió bất thường, huyện đảo Trường Sa phải chịu nhiều sự khắc nghiệt của thời tiết. Có thể nói, quanh năm ngày tháng, đối phó với bão đã là chuyện thường xuyên và dông lốc cũng trở thành đặc sản. Buộc phải sống cùng với tính nết đỏng đảnh của thời tiết trên quần đảo mang danh bão tố, lính trên các đảo cũng đã quen với việc chạy dông, chạy bão. Nhìn chiều gió thổi, tính hướng mây bay để che chắn nhà cửa, hay đơn giản là chằng buộc, chạy chuyển giữ cây. Ở quần đảo Trường Sa, mùa mưa bão này từ tháng 4 đến tháng 10, đặc biệt là những tháng cuối năm, mưa bão ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của bộ đội, đặc biệt là trong công tác tăng gia và chăn nuôi. Tăng gia thì vườn rau thì ảnh hưởng của nước biển lên rất là nhiều, nên phải che chắn rất là kỹ. Đối với chăn nuôi mùa biển động thì gà vịt hay bị chết. Biển động hoặc là có mưa bão thì nhà ở của bộ đội là thường có hơi nước muối, là ẩm ướt thường xuyên. Cho nên là bộ đội phải tổ chức là làm vệ sinh rất là khó khăn. Và đời sống của bộ đội thì việc đánh bắt hải sản vào những cái mùa đấy mà để cải thiện bữa ăn cho bộ đội thì cũng gặp nhiều khó khăn hơn mùa mà biển lặng. Mỗi lần cơn bão đi qua, đảo lại tan hoang bầm dập. Cây bật gốc, cành lá xác xơ, vườn rau tơi tả. Những tán cây, nhành rau, thành quả của bao công sức chắt chiu chăm sóc, trong phút chốc hóa đống đổ nát hoang tàn. Cũng chưa kịp xót xa cho công sức,
những người lính phải lao vào vật lộn với những con sóng hung hãn, cứu lấy sinh mạng của nhân dân. Nhìn chiếc thuyền dài hàng chục mét bị lật nghiêng thì đủ hiểu sức tàn phá của thiên nhiên khủng khiếp đến mức nào. Và lúc này, người ngư dân vừa thoát chết chắc hiểu rõ may mắn của mình có được từ sự giúp đỡ của bộ đội Trường Sa. Gió giật ngả nghiêng, những con sóng cao đến hàng chục mét. Và mùa bão tố, ra biển Đông là một thách thức lớn với những con tàu. Và những con sóng ấy đôi khi lại chợt đến, chợt đi mà không hề báo trước. Trạm hậu cần nghề cá tại đảo Đá Tây thuộc huyện Trường Sa được thành lập với mục đích trợ giúp ngư dân từ đất liền. Những tàu thuyền của bà con vươn khơi ra khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa sẽ được tạo điều kiện giúp đỡ nơi tránh trú bão, cung cấp nhiên liệu, nguyên liệu khi cần. Chắc chắn một điều, người dân làm nghề biển hiểu rõ hơn ai hết sự mong manh, lẻ loi của họ giữa đại dương. Và một điểm tựa cách nhà lên tới hàng trăm hải lý là điều mong ước không dễ gì có được. Sự có mặt của người chiến sĩ giữa phong ba bão tố trong những thời khắc quyết định đã góp phần củng cố niềm tin yêu trong lòng nhân dân. Lớn hơn, sự có mặt ấy cũng góp phần củng cố tinh thần cho ngư dân yên tâm vươn khơi, yên tâm bám biển. Mỗi một cái chuyến đánh cá của anh như này thì bao nhiêu ngày tất cả? Dạ, 20 ngày. Thì mỗi lần đi ra đây đánh cá thì anh có được sự giúp đỡ của các chiến sĩ bộ đội ở khu vực này không? Khi nào có người bị ốm thì đều anh bộ đội giúp đỡ khém cấp thuốc. Khi thiếu gì thì vô mà anh bộ đội cũng là giúp. Thực hiện chức năng của đảo là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Thì khi mà ngư dân có nhu cầu về lương thực thực phẩm, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho ngư dân những cái mặt hàng thiết yếu. Còn trong trường hợp mà có xảy ra sự cố trên biển thì đảo cũng sẽ thực hiện cái chức năng cứu hộ ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển. Mà ăn rộng trong thàn. Cùng nằm trên cung đường vận tải tiếp tế của tàu, chúng tôi ghé vùng biển phía Nam, nơi có các nhà giàn JK1. Không thuộc địa giới hành chính của quần đảo Trường Sa, những nhà giàn JK1 hoàn toàn nằm trên thềm lục địa thuộc vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam. JK là cụm từ viết tắt có nghĩa dịch vụ khoa học kỹ thuật. Mỗi nhà giàn là một trạm kinh tế khoa học kỹ thuật trên biển được xây dựng nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, đồng thời cung cấp các dịch vụ kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ ngư dân cũng như tàu thuyền khi lưu thông qua lại trên vùng biển Việt Nam. Nhiệm vụ lớn hơn, mỗi nhà giàn còn là một vọng gác tiền tiêu, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo, con mắt ngoài khơi trên vùng thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Các anh chị may mắn đấy, nếu đến hôm qua thì không vào được nhà giàn đâu. Đó là nguyên văn lời các chiến sĩ nhà giàn nói với chúng tôi khi chiếc cano cập vào chân cầu neo đậu. Tôi, Hoàng Văn Quán, chỉ huy trưởng nhà giàn JK120 báo cáo với trưởng đoàn công tác. Đội hình đã chỉnh tề, mời đồng chí chủ lên cho kê, hết. Mỗi dịp khách đến chơi nhà giàn là một ngày đặc biệt. Như chuyến ra thăm và kiểm tra của đoàn Tổng cục Hậu cần hôm nay, hình như ánh mắt, cái nhìn giữa họ có cái gì rất khác với những chuyến thăm hỏi hay kiểm tra tại đất liền. Sự khác biệt đến từ vẻ thân tình và ấm cúng giữa chủ và khách, giữa cấp dưới và cấp trên, giữa mọi người với nhau.
Chẳng mấy khi khách đến chơi nhà, biển sẵn đấy, quăng cần là có cá. Người lính hậu cần nhà giàn mau mắn xung phong câu cá đãi khách. Như lời anh ấy nói thì cứ như là bắt cá trong ao không bằng. Thế mà quả thật, chú cá kéo lên trong phút chốc làm ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng. Ngoài những giờ huấn luyện trực canh còn phát làm nhiệm vụ thì anh em chúng tôi cũng tranh thủ thời gian xuống câu ít cá để lên cải thiện thêm đời sống về bữa ăn cho đơn vị ở đây ạ. Con cá này ở đây chúng tôi thường gọi là con cá kim, cá ở đây rất đa dạng, cá hồng, cá cơm. Về mùa mà biển hơi đồng thì cá vào rất nhiều, nhưng cá bình thường này có ngày chúng tôi nhận được khoảng 5-60 con. Cá này mình câu lên xong mình lọc ra phơi khoảng 1-2 nắng, gửi về hoặc là tặng cho anh em bạn bè làm quà. Chào các đồng chí, khỏe không? Rau, bọn em cũng không thiếu đâu nhé, các thủ trưởng. Người chiến sĩ hậu cần nhà giàn được dịp khoe khéo vườn rau cải thiện. Cũng giản bí sai chĩu quả, tàu lá rau xanh mướt, có phần chẳng kém đất liền. Đôi ba khóm gia vị nép mình trong góc, hẳn là đã đủ. Không nói ra, nhưng ai cũng biết, để có vườn rau này, công người chăm sóc bỏ ra không ít. Nào là che dông lốc, ngăn hơi mặn, hướng gió nồm, rồi thì nước tưới, đất mùn, những thứ quý hơn vàng ròng giữa biển. Vườn treo Babylon trên sóng đại dương, xem ra phải so sánh vậy để thấy kỳ tích của người lính nhà giàn đã tạo ra cơ ngơi như thế. Mùa này là hợp với lại cái bí này. Dưa leo trong kia. Thay mặt đoàn công tác biểu dương các đồng chí nha. Làm được cái vàng này tốt đó. Ngoài cái việc thời gian huấn luyện ra thì cố gắng đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Chính cái tăng gia này để nâng cao đời sống các đồng chí. Từ xa nhìn lại, giữa bốn bề mênh mang sóng nước, mỗi nhà giàn tựa như dáng một người lính, chân dầm trụ vững xuống mặt nước, vươn mình ưỡn ngực trước biển khơi rộng lớn. Có điều chúng tôi cứ thắc mắc, tại sao ở nhà giàn này lại có tới hai cụm, một cao một thấp, một lớn một nhỏ, nối với nhau bằng chiếc cầu ngang vươn dài qua mặt nước. Tìm hiểu kỹ mới biết, thì ra những nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam đã có nhiều thế hệ. Thế hệ sau được cải tiến, vượt trội thế hệ trước. Từ thế hệ đầu tiên là những pông tông, giống như một chiếc xà lan neo cố định giữa biển. Gặp bão, đứt dây neo, quay cuồng, trôi giạt là những trường hợp đã từng xảy ra. Sau này, các nhà giàn được xây dựng vững chãi hơn, chắc chắn hơn. Thế mới có chuyện cụm nhà xây mới nằm gần bên chiếc cũ, nối với nhau, để khi có bão, cán bộ chiến sĩ có thể di chuyển sang tránh trú. Được biết anh có nhiều năm gắn bó với các nhà giàn, anh có thể cho biết cái sự đổi thay của các nhà giàn theo thời gian như thế nào ạ? Tôi đi nhà giàn từ năm 1995. Hồi đó đi ra nhà giàn không được như bây giờ, tức là các cái vật tư trang bị không hiện đại như bây giờ. Hai nữa là nhà giàn thì chưa được nâng cấp gia cố như cái nhà giàn to đây, mà ở tất cả anh em là mười mấy người trên một cái nhà giàn nhỏ xíu, chỉ có mấy chục mét vuông. Hồi đó nó khó khăn rất là nhiều. Nước ngọt là một, rau xanh là hai, và điện thắp sáng là ba. Thực tế hồi đó chúng tôi là không có điện năng lượng sạch như bây giờ. Chỉ có một cái máy phát khoảng 3 ký, mà buổi tối chỉ nó cho nổ là từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, để đảm bảo cái điện cho phục vụ thông tin liên lạc, đảm bảo rằng chiến đấu. Còn các cái hoạt động khác là không có. Từ đó anh em đã xác định đấy, khó khăn, gian khổ, nhưng anh em phải đoàn kết khắc phục khó khăn. Với các cái nhà giàn cũ ngày xưa thì mỗi lần gió hay bão ở trên đó thì các anh có cảm giác như thế nào? Mỗi khi mà cái sóng gió khoảng cấp 7, cấp 8 là nhà đã rung lắc. Tức là thậm chí tưởng tượng là cái chậu nước hoặc cái ly nước để trên cái bàn, sóng đánh phát là đổ, vơi lắc ra, rất là nguy hiểm. Qua một lần sóng to gió lớn, đêm chúng tôi không ngủ đâu. Nhiều khi sóng gió to, dông rít, mình cảm thấy như nó gãy cả cái khúc ở trên này, này. Gãy toàn bộ cái khối từng từng. Dông rất là to, gió bão rất mạnh, rất là nguy hiểm. Nhiều đồng chí là không ngủ đâu. Một số đồng chí bảo đi nhà giàn về là tóc bạc thêm là đúng. Bởi vì rất là lo sợ. Nhưng mà về sau này có các cái nhà giàn mới thì khang trang hơn, nó vững chãi hơn, thì đời sống bộ đội nó cũng cải thiện hơn trước đây nhiều. Đối với người bình thường, biển thường hiện lên trong dáng vẻ đẹp đẽ, dịu êm, đầy thơ mộng. Cũng phải thôi,
Bởi mấy ai chứng kiến đại dương vào cơn thịnh nộ, chứng kiến biển vào mùa bão tố. Và khi ấy, lúc mà phải sống trong các ngôi nhà chênh vênh giữa biển, thì con người không phải chỉ chống chọi với cuồng phong của gió và sóng, mà nhiều khi sẽ còn phải đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. 4 giờ sáng tháng 12 năm 1998, thì lúc đấy là nhà giàn ở Lô 2A là bị đổ. Lúc đấy là chúng tôi đang ở bên nhà giàn Phúc Tân, thì tất cả anh em đều mở máy thông tin, nghe canh. Thì đồng chí Thủy quê ở Nghệ An, đồng chí lên máy báo cáo với đài canh ở đất liền là hiện nay nhà sắp đổ, là xin chỉ thị trong đất liền và đọc địa chỉ từng người một để cái chị trực ở trong đất liền là chị ghi nhớ lại và chào tạm biệt đất liền. Cái đây chúng tôi lên máy là nghe và rất cảm động. Sau đó thì 4:30 là nhà bị đổ. Thì ba đồng chí đã dũng cảm hy sinh. Có đồng chí Vũ Quang Dương là chỉ huy trưởng. Sau khi mà nhà giàn đổ thì quân chủng lại cho tàu quay lại để tìm kiếm. Thì đến 6 giờ tối thì tàu vớt thêm được 5 đồng chí nữa. Thì còn lại 3 đồng chí là mãi mãi không vớt được. Thì những cái kỷ niệm đấy sau khi về đất liền thì làm lễ truy điệu và gặp những người thân chúng tôi rất thương cảm. Đồng chí Hồng là như vậy là vợ đang có bầu. Đấy mà chưa gặp được mặt con thì bố đã hy sinh. Đọc tên mình trước khi nhà giàn đổ, trước cái chết cầm chắc, phải là những con người có nghị lực và ý chí bằng thép mới có thể tỉnh táo và bình tĩnh như thế. Ba mùa biển động đã đi qua, sóng ở chiếc ca vẫn nhạt nhòa, gió lạnh buồn thương người đã khuất, thân còn nằm mãi dưới đại dương. Tôi nhớ về anh Vũ Quang Trương, người chỉ huy ấy rất kiên cường. Cận kề cái chết trong giông bão, tay giữ lá cờ quyết không buông. Tôi gọi tên anh Nguyễn Văn An. Tuổi đôi mươi ấy sức căng tràn, ra đi với một niềm khao khát, nhìn mặt đặt tên đứa đầu lòng. Ký khắc tên anh Lê Đức Hồng, ra đi tuổi vừa chớm thanh xuân, nụ hôn đầu đời còn chưa biết, nhắc đến tên anh thấy nhói lòng. Mỗi tấc biển trời ai biết không, là xương là máu những anh hùng, là hồn dân tộc hòa sóng cả, ngăn giữ quân thù gấp lấn xâm. Con lớn lên không biết mặt cha, vợ chờ chồng mãi chẳng trở về, nụ hôn đầu đời còn chưa biết. Các anh đã ra đi như thế, những người lính nhà giàn đã nằm lại đây, nơi biển xanh sâu thẳm. Những người ở lại vẫn nói với nhau, hình như biển ở đây có vị mặn hơn bình thường. Mặn hơn vì có dòng máu của người chiến sĩ tại các nhà giàn đã đổ xuống. Họ đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ canh giữ biển trời để thêm lục địa của đất nước được bình yên. Những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý như nói hộ lòng người ở lại. Những vòng hoa thay lời tưởng niệm. Các anh ở đâu trong biển biếc mênh mông? Hồn bất tử neo vào ngọn sóng. Tổ quốc ghi công liệt sĩ muôn đời. Những vô hình âm vang trong biển rộng. Những cuộc đời đi mãi với thời gian. Bốn phía giữa đại dương, sóng vỗ muôn trùng. Những cán bộ chiến sĩ nhà giàn không bao giờ phải đơn độc trên biển khơi đầy bão tố. Bởi lẽ, luôn có hậu phương lớn vững chắc từ đất liền, kể cả mùa biển động. Khi tàu ra tới đây, đã phải băng mình qua hiểm nguy sóng dữ. Những chuyến hàng vẫn thường xuyên có mặt, chứa được tình cảm của toàn thể quân và dân gửi gắm đến tiền phương.
và để giữ bình yên biển trời đất nước, thế hệ nối thế hệ. Những người lính nhà giàn vẫn đứng vững giữa bão tố phong ba, nhưng ở cái nơi mà tính mùa theo độ nghiêng mặt nước, đoán tháng theo hướng gió, tính ngày theo buổi cao thấp thủy triều, thì có những điều nếu không trải qua sẽ khó mà hiểu được. Trơ trọi giữa biển khơi, ngần ấy người, ngần ấy công việc, sáng canh gác làm việc, chiều canh gác làm việc, tối đổi ca canh gác. Chuyện trò giữa mọi người dần cũng cạn, cứ thế ngày nối ngày. Hàng trăm ngày đêm như thế, lúc đấy chỉ thèm nghe được một tiếng trẻ khóc, thèm một tiếng bi bô gọi bố, gọi ba. Đôi khi giữa đêm giật mình tỉnh giấc, cứ tưởng có ai đang gọi tên mình. Nghe kỹ thì là tiếng gió rít hòa trong tiếng ầm ào của sóng biển. Điều mà con người phải chống chọi giữa biển khơi, cái cảm giác nhỏ bé trước thiên nhiên cuồng nộ, giả dích và âm thầm, đôi khi điều lớn hơn cả bão tố đại dương kia, lại là bão tố tinh thần trong lòng mỗi con người. Và để chống chọi với bão tố tinh thần, đòi hỏi không chỉ là sức khỏe, mà phải là ý chí thép ngày ngày tôi luyện. Đối với nhà giàn GK1 cũng như các lực lượng đóng quân ở trên biển, hàng năm phải chống chọi với các cái cơn sóng lớn, đặc biệt là có 7 đến 8 tháng là mùa sóng lớn, kèm theo đó là có đến 5 đến 6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ đã thực hiện làm nhiệm vụ trên biển, đặc biệt là các cái trên các nhà giàn, thì đã xác định là có tư tưởng vững vàng, yên tâm và dũng cảm kiên cường chống chọi với bão, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người ơi, người à, đừng về. Người ơi, người à, đừng về. Người về. Câu quan họ trên nhà giàn giữa bốn bể lộng gió như một lời chia tay ngọt ngào của chúng tôi với những người đang ngày đêm canh biển trên các nhà giàn tại thềm lục địa phía Nam. Dùng rằng kẻ ở người đi, tình cảm thuần khiết xúc động nhớ thương ấy gửi cả vào trong câu hát. Như người ơi, người ở đừng về. Người ơi. Niềm tin và điểm tựa, ngư dân cần họ, nhân dân cần họ, những người chiến sĩ đang ngày đêm canh biển trên các nhà giàn DK1 hay giữ đảo tại vùng biển Trường Sa. Không những là điểm tựa tinh thần, họ còn là người góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tay của bão là sóng thần rợn ngợp, cả đất trời say sóng ở Trường Sa. Trong bão gió, chúng tôi đo Tổ quốc bằng đôi tay vượt biển lính xa nhà. Nếu người lính Điện Biên lấy thân mình đo bước chiến hào đi để hiểu giá của từng thước đất, thì những sải tay quạt sóng đại dương vượt ngàn bão tố qua những câu thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh đã phần nào nói lên tinh thần và ý chí tình yêu với biển đảo quê hương. Tinh thần và ý chí của người chiến sĩ đang sống ngày đêm canh giữ biển đảo hôm nay.
Thông qua câu chuyện những điển hình học và làm theo Bác, chương trình đánh thức khát vọng, vượt qua trở ngại, mong muốn làm những điều lớn lao vì những mục đích tốt đẹp cho cuộc sống. Đó là sự lan tỏa niềm tin từ những người người ta đã được tiếp xúc với Bác, người ta đã biết những câu chuyện về Bác. Và đó chính là cái động lực, cái niềm tin cho người ta để người ta tin tưởng, mặc dù những cái thứ người ta chưa được nhìn thấy, chưa được gặp bao giờ. Dọc theo hành trình tới Sóc Trăng, Bình Định và Côn Đảo, các điển hình học tập và làm theo gương Bác đã đến những nơi có dấu tích của Bác, của người dân yêu quý Bác. Chúng ta hãy cùng xem những trải nghiệm của họ có gì bất ngờ và mang đến những cảm xúc gì cho mỗi người. Chương trình giao lưu điển hình toàn quốc 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh hành trình khát vọng, 20 giờ 10 phút ngày 24 tháng 8 trên kênh VTV1. Bỏ phố về quê, bạn dám không? Điều cốt yếu là chúng ta phải có sức mạnh để vượt qua những cái gì ấy. Đô thị hóa, công nghiệp hóa, nhưng mà mình có thể giữ được cái thế rất mạnh nếu mình giữ được cái văn hóa nông thôn của mình. Người mở lối làm giàu, người giữ làng, họ dám. Áp lực thời gian 24 giờ một ngày quá ít ỏi. Tôi cần một giải pháp để xử lý công việc hiệu quả, giải phóng bản thân của tôi. Con đường giải phóng mãi tìm giúp nâng cao hiệu quả công việc cho đội nhóm và quản lý công việc của chúng tôi. Thăng trầm ước mơ. Số tiền đầu tư cho doanh nghiệp đã lên tới hàng triệu đô la Mỹ, nhưng số hợp đồng có được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9 giờ 45 phút Chủ nhật trên VTV1. Nương đi lên Sài Gòn nương làm á, có bao nhiêu tiền lương, nương sẽ gom hết đem về đưa cho nương, để nương không phải cực khổ nữa. Thật sự thì cái tên phim này khá là lạ. Khi mà tôi đi quay dưới miền Tây hay đi quay trên Sài Gòn thì ai hỏi, bán phim gì vậy? Phim bán chồng. Ủa bán chồng là sao? Là ai bán? Chồng bị bán hả? Là sao? Thì nó đem mang tới cho khán giả một cái sự tò mò nhất định. Và ngay cả diễn viên Tú, khi mà Tú đọc cái tựa đề kịch bản phim bán chồng, Tú cũng tò mò. Và khi Tú đọc xong thì bán chồng là như thế này đây. Cô là người từng trải rồi. Lỡ nửa đêm cô ham lên, cô muốn ứ. Anh nghĩ gì kỳ vậy? Anh làm như là tôi ham chuyện đó lắm vậy? Nè. Mình cảm thấy là rất là hạnh phúc và rất là hài lòng khi hai bạn này tương tác với nhau, làm cho mình cảm hứng và mình muốn phải viết thêm và làm những cái trường đoạn thật kỹ cho hai bạn này diễn. Anh muốn gì? Ly vậy? Thằng này không để mặt lòng chó.